em làm gì mà lâu thế? Úi dồi, cái gì này? Em đừng nói với chị là tất cả chỗ đồ này là của em đấy nhá. Vâng. Em định tính đi một vòng trái đất, hết luôn hệ mặt trời và định cư ở trên sao hỏa, sao mà mang lắm đồ thế hả? Chị chẳng biết gì. Đây toàn những bộ chụp hình nghìn like, style cực chất. Để bộ nào ở nhà em cũng cảm thấy có lỗi với chúng nó. Đẹp thì có đẹp thật. Mặc đẹp như thế này, đi vào trong rừng để khiêu vũ cho lợn nòi xem đúng không? Em quen rồi, em xấu không chịu được. Mà chị bảo đợt này đi cả nước ngoài, em mang hộ chiếu đi hết. Ô, chị bảo với em đi nước ngoài bao giờ? Chị bảo đi Lào với đi Mỹ không gì? À, chị nhớ rồi. Ờ, thì đúng là có đi Lào đi Mỹ thật. Nhưng mà là đi Lào Cai với cả đi Mỹ Tho. Cô em thân yêu của chị ạ. Trời ơi, thế mà em cứ tưởng làm cả đêm hào hứng ngủ được có 6 tiếng. Cô mà đi ngoài ra nước ấy. Này, đứng dậy chị bảo. Em mặc như thế này đi phượt á? Không. Em có thấy ai mặc váy ngắn với đi giày cao gót đi phượt không? Cởi ra đi. Cởi ra á? Cởi ra. Ơ, nhưng nhị cái gì? Bây giờ em muốn đi với chị hay là ở nhà đây? Cởi ra đi. Em cởi. Này, em làm gì ấy? Em cởi. Ôi trời ơi, chị lại em. Ý của chị là em đi vào trong kia, em cởi cái váy này ra và thay một bộ khác vào. Em định đứng ở đây tồng ngà tồng ngầm để hiếp dâm thị giác của chị đấy ạ? À? À, hay là muốn Nui đi vào trong rừng để sexy với muông thú đúng không? Xong rồi công an họ lại quy vào cái tội là khiêu dâm muông thú, hủy hoại môi trường hoang dã đấy cô em ạ. Còn đứng đấy cười à? Vào thay đồ đi. Vâng. Nhanh lên nha. Dạ. Trai mắt sáng cả lên. Ơ, tạo hóa sinh ra cái đẹp phải chiêm ngưỡng. Không chiêm ngưỡng thì có lỗi với tạo hóa đấy. Thôi, con lạy mẹ. Mẹ chiêm ngưỡng xong rồi, mẹ đi thẳng cho con nhờ. Ơ, chị bị mẫn cảm với giống đực à? Đi thẳng làm sao được? Anh ấy đang cần giúp với kìa. Con trai không tin được đâu nhá. Mà càng là trai đẹp, càng phải đề phòng. Chị cứ nghĩ quá. Không phải đàn ông nào cũng xấu đâu. Cầm mình đang làm việc tốt rồi. Ô hay con bé này. Sao có vì trai mà cãi chị nhăm nhẻm thế là thế nào? Em đâu dám. Chỉ là tạm thời không nghe lời thôi. Chào các người đẹp. Anh muốn đi đâu? Anh muốn đi đâu? À, tôi nhỡ xe lên thành phố. Các cô có đi hướng đấy không? Chúng tôi đi nhờ với ạ. Chúng tôi không đi đâu. À, chúng tôi có đi qua thành phố đấy. Thế thì cho tôi đi nhờ với nhé. Cảm ơn các cô. Khoan đã. Kế sau tôi chất nhiều đồ rồi. Phiền anh ra thùng xe ngồi nhé. Được. À. Thế còn thế không chị? Đằng sau vẫn còn chỗ mà. Em có bị làm sao không thế? Để anh ta lên xe, anh ta bắn rớt rãi ra đầy xe của mình à? Em không nhìn thấy ánh mắt của anh ta nhìn mình như thế nào à? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Đúng là cái đồ dây cụ. Dê cụ gì? Đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên. Không dê cụ thì cũng là dê ông. Còn cả em nữa đấy. Em làm sao? Dê bà. Chị này. Thôi, đổi lái.
Rồi, khiếp quá. Sáng giờ ăn được tí nòng lợn tiết canh. Ôi. Thủng lốp rồi. Lấy lốp xe cua ra đây. Phá đi. Cuối cùng cũng xong. Mà chị kìa, nhìn như con mèo ấy. Em tưởng em xinh lắm à? Cho chết, cho chết. Chết này. Thôi không đùa nữa, đi đi không muộn. Ơ, à, thôi chết, anh sói ca đâu rồi? Có mất mát gì không? Em mất tiền. Mất bao nhiêu? 20 triệu. Bị nó lừa rồi. Chị đã nói là em đừng cho nó đi nhờ rồi còn không nghe cơ. Chết vì trai là chết rất quái thai. Thôi, đằng nào thì chuyện cũng đã rồi. Cứ coi như của đi thay người vậy. Thôi, em không đi nữa đâu. Em muốn về nhà. Ơ, chẳng phải lúc đi, em quyết tâm lắm cơ mà. Bây giờ tiền mất, quyết tâm cũng đi theo luôn rồi. Em đi về thôi. Đành vậy, chắc là em không hợp với chuyến đi này rồi. Nhưng trước khi chia tay, chị muốn đưa em đến một nơi như thế này. Đi. Thế nào, bơi xong đi thoải mái hơn không em? Cũng đỡ đỡ chị ạ. Em biết không, thật ra ăn nhà hàng hay ở resort hay nằm trên giường nệm đó cũng chỉ là tận hưởng du lịch thôi, còn dân phượt ấy thì trải nghiệm sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Người đi phượt thì thường bị đặt vào tình huống dở khóc dở cười, trớ trêu và khó khăn để họ dễ dàng vượt qua. Nhưng khi đã vượt qua được rồi, họ thấy mình có ý chí hơn, mạnh mẽ hơn và tìm ra được những khả năng tiềm ẩn của bản thân đấy. Em mà đi phượt cái em thu được ngu dốt, còn một khoản nợ to đùng. Không đến mức thế đâu. Chị, anh kia. Đúng là anh rồi. Chị nghĩ là không nhận ra đâu. Hay quá, mình không cần tìm hắn mà hắn đã tự dẫn xác đến đây rồi. Được rồi. Chị cũng nghĩ đến chuyện đấy. Nhưng với một cái tên dê già khốn nạn như thế này, chị nghĩ ra một cách ghê gớm hơn. Sao đây? Chào người đẹp, anh ngồi đây được không? Anh tự nhiên ạ. Chào anh. Anh xin tự giới thiệu, anh là David Trần, chủ tịch tập đoàn bất động sản Minh Sinh. Rất hân hạnh. Rất hân hạnh để gặp anh. Em xin tự giới thiệu, em là Cẩm Vân. Em nói thật nhá, anh không những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa đấy. Em ấy, người thì đẹp, giọng nói thì dễ thương, mà chắc chắn bỏ cặp kính kia ra thì em rất là xinh. Em cảm ơn anh. Thế em ở phòng bao nhiêu? Anh ơi, anh ngồi gần vào đây với em một tí được không? Được, được. Mà anh bị làm sao đây này? Để em lau cho anh nhá. Sạch rồi anh ạ. Lau cho nhá, ôi trời ơi. Sạch rồi. Thế nhưng mà em ở phòng bao nhiêu? Mình cùng cạn ly, sau đó em dẫn anh về phòng, được không? Được. Mời anh. 100% nhé.
Đi anh. Anh, làm gì vội vàng thế? Em chỉ thích cảm giác mạnh như thế này thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Thấy thoải mái không anh? Anh sao thế? Em ơi, em tháo dây cho anh một chút được không? Tự nhiên anh thấy đau bụng quá. Tháo dây cho anh á? Sao anh vội thế? Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc cơ mà. Nhưng mà hơi đau bụng. Em còn có một món quà nho nhỏ và đặc biệt dành tặng cho anh. Nhanh lên. Em một tí nhá. Cả hai luôn à? Cả hai luôn. Hai người đẹp phục vụ anh như thế này, anh có thấy thỏa mãn không? Nhưng mà hai em tháo dây cho anh một chút. Chứ anh đau bụng quá rồi. Ok, bất ngờ của anh đây. Hello. Cả cô. Sao? Anh nhận ra người quen chưa? Đúng là đồ mất dạy. Cho anh đi nhờ rồi mà anh còn dám lấy tiền của em tôi à? Tiền đâu? Tôi xin các cô. Các cô cứ tháo dây ra cho tôi đi đã. Tiền của tôi đâu? Tiền tôi đang để trên phòng, trong ngăn kéo, chìa khóa trong túi quần tôi đây này. Các cô tháo ra đi không tôi sắp vấp vọt ra rồi. Em cầm chìa khóa, mở phòng, kiểm tra xem còn đủ tiền không. Sao? Có thấy thoải mái không anh yêu? Tôi xin cô đấy. Thả tôi ra, không tôi sắp phọt ra rồi. Không dễ như thế đâu. Cứ ngồi đấy mà tận hưởng giây phút sung sướng của cuộc đời em đi. Cho đáng đời. Vẫn còn đủ tiền chị ạ? Thế ạ? Đi thôi. Đấy, tiền có rồi, các cô thả tôi ra đi. Không tôi sắp phọt ra rồi. Không dễ thế đâu nhá. Tao đi báo công an rồi. Bây giờ thả mày ra. Để mày lộng hành mới đi lừa người khác nữa à? Thôi, đừng có dãy dụa nữa. Kẻo lại phát ra đấy bây giờ. Đi. Chị chơi quả đấy dã man thật đấy. Em ơi, thối úm một khu resort. Mà quả này hắn có chui đầu xuống đất cũng chẳng hết nhục ấy nhở? Lỗi đâu phải tại chị, tại vì em cho hắn uống thuốc quá liều đi thôi. Này, chị chở em ra bến xe nhá. Thôi, em không về nữa đâu, em đi với chị. Chị em mình đi đâu phải có nhau chứ. Đúng là đồ quỷ. Lần sau mà đòi về, tôi không chịu trách nhiệm nữa đâu. Dạ. Đi nhá. Dạ. Nào.